Mới đây thì đề xuất điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu lại được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nêu ra trong lần sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động và dự kiến trình Quốc hội vào năm 2017. Lý do đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu được Bộ đưa ra là để tránh vỡ quỹ bảo hiểm xã hội và tình trạng già hóa dân số của Việt Nam. Tuy nhiên thì ngay trong quá trình lấy ý kiến của các chuyên gia và đơn vị có liên quan, đề xuất đã đối mặt với không ít ý kiến phản đối từ phía dư luận. Xung quanh vấn đề này, phóng viên FPNC đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Ngọc Hưng, là Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Dạ, trước tiên xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa luật sư, mới đây thì việc đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu ở nữ là từ 55 đến 60 tuổi, rồi ở nam là từ 60 đến 62 tuổi của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất trong cái dự thảo sửa đổi bổ sung của Bộ luật Lao động, khiến cho dư luận khá là bất bình và gây là rất là nhiều tranh cãi. Vậy thì theo quan điểm của luật sư cũng như là một ý kiến của người trong ngành ấy, thì luật sư thấy là cái động thái mà tăng tuổi nghỉ hưu để nhằm giảm gánh nặng cho cái quỹ bảo hiểm xã hội là một cái động thái hợp lý hay không ạ? Này, chúng tôi thấy rằng khi tính tuổi nghỉ hưu thì cái xuất phát là phải đánh giá lại cái nguồn lao động của đất nước chúng ta. Hiện nay, như thông tin chúng ta có trên 200.000 cử nhân thạc sĩ đang thất nghiệp. Và nếu là những lao động trẻ nữa, thì họ cần những cái việc làm. Do đó, nếu chúng ta cứ duy trì mãi cái tuổi hưu mà càng già, mà càng duy trì, thì sẽ không tạo điều kiện cho giới trẻ phát triển. Do đó, tôi không ủng hộ cái chuyện mà tăng cái tuổi hưu nữ lên 60 và nam lên 65. Trừ những trường hợp đó là những chuyên gia, những giáo sư, những tiến sĩ, giáo sư, tiến sĩ hay là những chuyên gia đầu ngành, họ cần phải ở lại để họ bằng kiến thức chuyên môn của họ, họ hỗ trợ giới trẻ, thì cái đó tôi ủng hộ. Dạ, cũng theo những ý kiến chia sẻ vừa rồi của luật sư về việc là có một cái số ngành nghề thì nên tăng tuổi nghỉ hưu, nhưng một số thì lại không, thì cũng có những cái đề xuất đưa ra là nên có cái sự phân loại ngành nghề khi mà điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Ví dụ như trường hợp những cái ngành nghề mà đòi hỏi sức lao động, đòi hỏi làm việc tay chân nhiều á, thì không nên tăng tuổi nghỉ hưu, tại vì những người lao động về già thì sẽ càng làm thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. Vậy thì theo luật sư, cái việc mà phân loại ngành nghề để tăng tuổi nghỉ hưu thì có khả thi hay không? Và liệu là cái việc phân loại như vậy thì sẽ dẫn đến những cái câu chuyện nhiêu khê nào khác hay không ạ? Tôi cũng không ủng hộ cái việc mà đối với ngành nghề nào thì được tăng và ngành nghề nào không được tăng. Trừ một số trường hợp các chuyên gia đầu ngành hay là các cái nhà khoa học, các giáo sư thì chúng tôi ủng hộ. Chẳng bác sĩ giỏi, giáo sư giỏi trong các trường đại học chẳng hạn như thế, các viện nghiên cứu, chúng tôi thấy là chỉ có những cái vị đó, trí thức đó thì mới cần giữ lại, còn những nhà quản lý thì không cần thiết. Còn đối với các doanh nghiệp mà tư nhân bên ngoài thì người ta có thể giải quyết nghỉ hưu và người ta hợp đồng lại. Còn trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các cơ quan tổ chức chính trị xã hội thì tới tuổi hưu nên về cho giới trẻ nó lên, chứ còn cứ ở ngoài đất nước chúng ta sẽ đi chậm. Và theo quan điểm của luật sư thì luật sư có thêm những cái đề xuất nào khác để cho cái việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu này nó trở nên hợp lý hay không? Không, thật sự tôi thấy là nên giữ cái tuổi nghỉ hưu như hiện nay, và đối với các cái tuổi mà nghỉ hưu cao hơn như là tôi đề xuất, và trước nay Bộ luật Lao động cũng có, thì cũng thể hiện theo cái phương châm là thỏa thuận. Cơ sở đó người ta cần, và người lao động người ta cũng cần, thì chúng ta thỏa thuận cái tuổi nghỉ hưu. Còn nếu cái cơ sở đó người ta cần người lao động, người ta thấy tới đó tao thích làm nữa, ta muốn về hưu, thì chúng ta cũng cho người ta về hưu, chứ không để là không, anh làm giáo sư anh phải 65 tuổi anh mới về, không có, người ta cần 60 thì người ta cứ về. Còn nếu anh cần thì anh này, hoặc là anh là giáo sư mà anh muốn làm nữa, nhưng mà cơ sở đó người ta thấy rằng thôi mấy trẻ nó đang làm được thì cũng có thể hai bên, không phải nhất thiết là phải kéo dài tuổi nghỉ hưu. Chúng tôi thấy cái quan niệm mà kéo dài này á, là với một lý do thôi, là các anh nghĩ rằng anh sẽ bị vỡ cái quỹ bảo hiểm xã hội. Mà vỡ quỹ bảo hiểm xã hội thì anh coi lại cách làm của anh. Tại sao trên thế giới người ta cũng có nhiều nước người ta nghỉ hưu 60, người ta không cái
bị vỡ cái quỹ bảo hiểm của người ta, mặc dù bảo hiểm xã hội người ta thu ít hơn mình. Cái thứ hai nữa là gì, đối với anh kéo dài tuổi hưu là tức là anh sẽ đẩy ra ngoài xã hội một số người thất nghiệp, mà cái sự trợ cấp thất nghiệp của chúng ta đủ cho người ta sống như các nước khác hay không? Chẳng như ở Mỹ thì người ta kéo dài cái tuổi nghỉ hưu ra, nhưng mà đối với người thất nghiệp ở Mỹ là người ta có thể không cần làm cả đời người ta cũng sống được. Nhưng mà bây giờ mình thất nghiệp thì sao? Sẽ đẻ ra hàng loạt các tệ nạn xã hội khác, và về an sinh xã hội nó sẽ bị tác động. Do đó, vì một lý do là để bảo toàn quỹ bảo hiểm xã hội, anh đặt ra những cái hệ quả rất là nặng cho xã hội, tôi thấy không nên. Và một lần nữa xin được cảm ơn luật sư đã nhận lời mời tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay.